Tuần lễ trái cây trên bến, dưới thuyền có quy mô 180 gian hàng, trong đó có 10 gian hàng mây tre lá trưng bày, giới thiệu sản phẩm và hơn 170 gian hàng nhà bạc kinh doanh hình thức trên bến, dưới thuyền. Trong đó gồm các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các loại trái cây và các sản phẩm được chế biến từ trái cây, gian hàng triển lãm, trình diễn nghệ thuật chưng mâm ngũ quả linh vật từ trái cây, củ, quả của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, gian hàng biểu diễn trò chơi dân gian nặng tò he, tạo hình bong bóng nghệ thuật, gian hàng gói, nấu bánh lúa lá tre. Đa dạng và phong phú, và trái cây thì chị thấy những cái mặt hàng nó chất lượng. Và những cái dân gian giống như bánh ú lá trạng thì nó thấy những cái cách gói của người ta hay. Chị thấy đông và đa số là khách cũng mua rất là nhiều, như là bưởi nè, rồi những cái thực phẩm mà dân gian như bánh rồi này nọ, người ta làm và thơm rồi nữa, và khách người ta mua rất là đông. Thì sáng nay thì mình đi dọc cái tuyến đường tất cả các quầy bán hàng trái cây thì mình thấy là hầu như là cái mặt hàng của mình đều là có chất lượng. Thậm chí là nãy giờ chúng tôi cũng đi thử một vài cái trái cây mà của các sạp, các quầy của mình bán thì hầu như là các anh chị đều bán với cái giá là phải chăng, cái giá là vừa mua, và cái hàng rất là ngon. Chất lượng rất là tốt. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo điểm mua sắm, giải trí cho người dân trên địa bàn quận 8 và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giúp đẩy mạnh đầu ra cho các sản phẩm của nông dân miền Tây Nam Bộ, qua đó tạo điều kiện phát triển hơn nữa việc sản xuất nông nghiệp. Hôm nay thấy rất là đông đảo người bà con thành phố tham quan và mua đồ của gian hàng Tâm Bình. Và là đây là sản phẩm cắt từ vườn của bà con đã nhận được thông báo tham dự cái hội chợ này cách đây khoảng chừng nửa tháng rồi, thì cứ vào vườn cắt lên bán thôi, có nhà vườn có sao bán vậy thôi à, cũng không chuẩn bị gì phải chú đáo cả. Đây là sản phẩm đơn giản của bà con nông dân ở địa phương trồng và lên bán thôi. Quận 8 mong muốn là hoạt động của tuần lễ trái cây này nhằm phát huy tối đa cái mặt điều kiện tự nhiên và nét đặc trưng văn hóa truyền thống trên bến dưới thuyền riêng có của quận 8, đồng thời thì tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm giá trị thương hiệu trái cây Nam Bộ. Và từng bước thì là chúng tôi sẽ xây dựng thành một cái lễ hội trái cây trên bến dưới thuyền, là một trong những sự kiện văn hóa của thành phố sẽ được duy trì tổ chức hàng năm trong thời gian tới. Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền sẽ diễn ra từ hôm nay ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 6 tại bến Vân Đồn, quận 8. Sự kiện góp phần tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm thương hiệu trái cây Nam Bộ, đồng thời đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.